để buổi giao lưu thành công tốt đẹp. Xin kính mời các quý vị đại biểu và các cụ hãy hướng về sân khấu để thưởng thức tiết mục đầu tiên, cũng là tiết mục mở màn cho đêm, cho buổi sáng giao lưu hôm nay. Đó là màn kịch nói Trưng Chắc Trưng Nhị do câu lạc bộ Hội Người Cao Tuổi Trại Mới thể hiện. Xin một tràng pháo tay để cổ vũ động viên cho các cụ Hội Người Trại Mới ạ. Sau tiết mục này là chạy trên chúng ta chuẩn bị. Mê Linh biết mấy tự hào, xứng danh hai nữ kiệt máu đào tô son. Anh hùng liệt sĩ nước non, ngàn năm sử sách cháu con lưu truyền. Trích tiểu phẩm Mê Linh khởi nghĩa. Sau đây là bảng phân vai Thanh Thanh Hòa trong vai Thi Sách Tướng Quân. Hồng Vân trong vai Trưng Chắc. Thúy Bông trong vai Trưng Nhị. Hoài Thanh trong vai Chiến Sĩ Cấp Báo. Hợp đồng cùng toàn thể Hội Người Cao Tuổi Xóm Trại Mới xin thể hiện. Sau đây tiểu phẩm xin được bắt đầu. Hãy đứng lên đi, có điều chi hãy nói cho ta biết. Lang quân ơi, thiếp thấy chàng ngày đêm suy nghĩ, giấc ngủ chập chờn tới bữa quên ăn. Vòng trán ròng hằn những vết nhăn, phát tâm can có điều chi phiền muộn. Tình nghĩa vợ chồng chàng hãy nói cho thiếp nghe. Phu nhân ơi, ta ăn không ngon ngủ không yên giấc, bởi ta thương dân khắp ở mọi nơi. Máu chảy đầu rơi sống kiếp tôi đòi, dưới ách xâm lăng của bầy lang soi. Bởi quận Nam Hàn hung hãn bảo tàn, đè cổ dân làng thẳng tay họ hờn cắm nửa ngút trời xanh. Ôi ta nghe lang quân nói những lời tâm huyết, chị em thiếp đây cam quyết một lòng làm cánh chim bằng nghề. Ta thank you.
quân ơi, chiến tranh máu đỏ cờ đào. Phu nhân hãy thay ta ở lại nơi hậu phương, hãy vững vàng tay súng, quyết một lòng gìn giữ quê hương. Lang quân đi bảo trọng, ta ra trận diệt quân Lam Hán, bảo vệ xã tắc non sông. Lang quân, phu nhân, lang quân, phu nhân. Có báo, có báo, có báo, có báo. Có điều chi nói ta nghe? Bẩm bà, quân ta đã bể quân Nam Hán bao vây, nhưng Thi Sách đã phá được vòng vây. Thi Sách đánh lạc hướng, quân ta thoát khỏi không ai bị thương. Còn Thi Sách, Thi Sách làm sao? Thi Sách đã bể quân Nam Hán giết chết rồi à? Trời! Cho người nuôi. Lang quân. Vì là nước thù nhà, ta thà hy sinh đứng lên đánh quân Nam Hán để trả thù cho chồng. Trương Nhị em. Dạ, thưa chị, gọi em ra đây có điều chi dạy bảo? Trương Nhị em hãy đứng lên. Chị em ta vì nợ nước thù nhà, hãy đứng lên phất cờ khởi nghĩa, đánh quân Nam Hán diệt ngoài xâm lăng, giữ cho bình an non sông một dải lối liền Bắc Nam. Lữ Nhi dù phận ni ơi, quân Nam Hán ơi mà tan đi thành nghĩa.
quân Nam Hán diệt loài xâm lăng. Hãy nổi trống lên. Hãy phất cờ khởi nghĩa. Truyền sắc quân tuân lệnh. Dòng dõi bà chừng bốn xưa lấy anh hùng, giáp mặt kẻ thù chẳng một lời giao lưu. Cây súng thép quạt lên mình ta